Xin chào các bạn, đây là hình ảnh máy chiếu Sony JBL-DX126. Đây là cái dòng máy chiếu có rất nhiều cổng kết nối hiện đại như là cổng cổng LAN, cổng USB, HDMI và RGB video. Dòng này có cùng độ sáng cao và độ phân giải cao, kết hợp với được công nghệ 3 LCD của Sony cho hình ảnh và màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật trên cái menu của giao diện, nó tiếng Việt nó rất là dễ sử dụng nha. Dòng máy hiện tại được cung cấp bởi trang web máy chiếu giá rẻ và máy chiếu cũ.com nha. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết trên trang web của chúng tôi. Dòng này có cường độ sáng cao và đầy đủ cổng kết nối, cho đó rất phù hợp cho chúng ta sử dụng trong những nhà hàng, quán cà phê, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng ở trong phòng chiếu phim gia đình. Ở đây tôi đang chiếu phim từ YouTube và cái độ phân giải chuẩn ở đây đang phát là độ phân giải Full HD nha. Hình ảnh lên rất là đẹp. Ưu điểm chung của công nghệ 3 LCD là hình ảnh nó hiển thị nó khá là tự nhiên và sinh động. Hầu hết các cái dòng máy chiếu được cung cấp bởi máy chiếu giá rẻ.vn thì đều được bảo hành tận nơi sử dụng. Trong suốt quá trình sử dụng, khách hàng ở Hà Nội và Sài Gòn sẽ được bảo hành tận nơi miễn phí. Còn trường hợp khách hàng ở tỉnh sẽ được bảo hành thông qua các cái trạm trung chuyển là nhà xe hoặc là bưu điện. Để biết thêm thông tin, các bạn truy cập trang web là máy chiếu cũ.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi đánh giá dòng máy chiếu này. Xin chào và hẹn gặp lại.